Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm, hỗ trợ 17 bệnh nhân bị tai nạn giao thông lúc 0 giờ 45 phút sáng nay ở đường Tránh Nam Hải Vân, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông thành phố và quận Liên Chiểu. Đến thăm và tặng quà 17 bệnh nhân bị tai nạn giao thông lúc 0 giờ 45 phút sáng nay đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe nạn nhân, chia sẻ những mất mát, đồng thời hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng. Riêng hai trường hợp tử vong, Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị lực lượng y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung điều trị tốt để các nạn nhân sớm bình phục, trở về với gia đình. Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận 17 nạn nhân bị thương, Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tập trung cứu chữa. Thì nhìn chung là tất cả là 17 trường hợp bệnh nhân vào bệnh viện thì hiện nay thì đều tình trạng là ổn định và bệnh viện cũng đã lên cái chương trình mổ cho ngày mai thêm 2 bệnh nhân nữa. Và đến thời điểm này thì tất cả các bệnh nhân này thì đã được sơ cấp cứu, đặc biệt là những cái cố định gãy xương rồi thì đã làm rồi, còn lại những cái vết thương thì đã xử lý xong. Thì hy vọng rằng là những cái bệnh nhân này thì bệnh viện có thể là điều trị chăm sóc tốt cho bệnh nhân này. Trước đó vào khoảng 0 giờ 40 phút sáng nay, anh Trương Minh Thìn, sinh năm 1976, trú xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, điều khiển xe ô tô đầu kéo 51C90723. 51R14929 chạy trên đường dẫn Nam Hải Vân hướng Nam Bắc tại đường dẫn số 3 vào Hầm Hải Vân thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Khi đến km số 9 thì đâm vào xe ô tô khách 93B00407 chở 50 hành khách chạy theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 17 người bị thương, 2 xe ô tô liên quan bị hư hỏng nặng. Đến 6 giờ 30 phút hiện trường được giải phóng. Lực lượng chức năng đã mở đường dẫn lên Hầm Hải Vân 2, địa phận Đà Nẵng để các phương tiện lưu thông. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.